Vâng, tiện hàng đã vừa về tôi quay báo giá qua cũng như giới thiệu qua. Đây là hai con ông ly, hai con ông ly rất nổi tiếng của Pioneer. Một là 7800, hai là mã nguồn vàng. Thật ra nguồn vàng, nguồn đen thì tôi cũng chả quan tâm đâu, chẳng qua là giá nó nhập nó đắt hơn thôi. Chứ còn theo tôi thì nó cũng chả hay hơn nhau đâu, nó là một tất thôi. Qua trên thị trường cứ bị đẩy giá hoặc là thế này thế kia. Nói luôn nó cùng công suất, cùng cấu tạo. Rất nhiều con Pioneer nó nguồn vàng, sao mọi người không nói đến, cứ nói đến nguồn vàng con này làm gì, để cho nó đẩy giá lên rồi lại mua giá cao, khổ cả người bán lẫn người mua. Thật ra những người bán như tôi không thích nó bị cao như này, bởi vì nó cao thì sẽ nhập và hàng nó rất tốn vốn. Tại vì những cái ông có nguồn vàng cứ nói nguồn vàng nên thành ra vô tình là để cái chỗ đầu mối bên kia là nó đẩy giá lên, vô tình là dính thôi. Pioneer hoặc là những cái con Pioneer như này, nguồn vàng nó vỏ vàng là nó, cái vỏ nó bọc bên ngoài cái nguồn chứ nó là cái gì đâu. Một cái con mà nó nguồn đen là nó sơn cái vỏ đen, nó theo từng đợt sản xuất, vô tình nói mãi thế thành ra nó tạo thành một cái nếp là nó đẩy giá lên, nên là bây giờ thành ra nguồn vàng nó đắt hơn nguồn đen. Trên cùng là con âm Y9, hàng đẹp xuất sắc, như hàng bãi. Con này thì người ta hay ghép với loa Nga. Nói chung là ghép được nhiều loa, nó chạy 8 con sò, 8 con sò than. Cái loại này ngày xưa cách đây khoảng 3 năm thì nó rẻ như bèo, tôi bán 3,5 triệu cho khách ở bên Long Biên sang lấy. Vẫn bớt cho 200. Bây giờ thì giá nó quá cao rồi, bởi vì nó bị đồn thổi rồi. Cái đồ Pioneer này bị đồn thổi quá nhiều. Tất nhiên là nó cũng hay, nhưng mà nó đồn thổi đến mức là nó còn đắt như cả đồ của Mỹ. Nó 230W điện 100V, con này số series 091. Tôi bán giá 6,5 triệu các bác nhá. 6,5 triệu, nhập về cho nó có thôi, nó có ở cửa hàng thôi. Chỉ những cái loại nó đặc trưng này nhập nó đắt lắm, bán nó không có lời mấy đâu. Tiếp theo cái con này này. Cái con này bỏ hàng đấu tiền để mới nhập được nó. Cái con 7800 mác đôi rồ dại này bị thiên hạ đồn thổi này, 155W. Nhưng với cái tầm tiền của nó như con này, bán là cửa hàng tôi bán là 13,5 triệu. Với tầm tiền này thì chúng ta có thể mua rất nhiều con âm ly khủng khác. Nhưng tại vì là nhiều người có nhu cầu thì thôi cứ nhập về cho nó có. Có tiện cửa hàng có hàng thì báo giá cho các bác. 4 đến 16 ôm. Hàng còn rất đẹp nhé. Y9 thì là nó 8 sò. Còn 7800 thì nó chỉ 4 sò thôi. Con trên là 6 triệu rưỡi, còn con dưới là 13,5 triệu. Cửa hàng tôi bán tại tầng 36 tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, quận Hà Đông. Khách hàng có thể đến tận nơi xem hàng hoặc đặt tiền vào tài khoản là tôi gửi hàng đi. Phí vận chuyển khách hàng mua ở xa phải chịu. Xin chào.